linh chi là một loại dược liệu quý xuất hiện cách đây hàng nghìn năm. Theo nghiên cứu lâm sàng, nấm linh chi mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe. Vậy, nấm linh chi có tác dụng gì? Sử dụng nấm linh chi thế nào để đảm bảo an toàn? Linh chi, thì cái nấm linh chi hiện nay thì thực chất của nó thì rất nhiều quốc gia có, trong đó cả Việt Nam mình. Vì nấm lim xanh của mình là một loại linh chi. Thế cái từ nấm linh chi là có tác dụng rất thần diệu. Và hiện nay thế giới đang nghiên cứu, ta xác định được những hoạt chất của nó nữa. Nó có mấy cái tác dụng cơ bản này, đó là tác dụng điều hòa miễn dịch. Và cung cấp tài liệu đó là tăng cường miễn dịch. Điều hòa là gì? Là nếu thấp nó nâng lên, nếu cao nó hạn chế, nó điều hòa. Và cũng có tài liệu đó là tăng cường miễn dịch. Thế thì được sử dụng rất tốt trong trường hợp mà những người mà suy yếu, suy nhược cơ thể. Thứ hai là những người mà bị tăng đường huyết, tăng mỡ máu. Những người mà sức đề kháng suy giảm, người ta uống cái điều hòa liều bình thường. Thế thì dùng thoải mái. Thế còn cái độc hại này thì chúng tôi chưa thấy mình công bố độc hại. Tôi rất lành. Thế cho nên là đối với linh chi, tôi nghĩ rằng là cũng có thể là một cái dược liệu, là có thể coi như một cái thực phẩm chức năng để sử dụng mà cho cơ thể thường xuyên được. Theo nghiên cứu y học hiện đại, nấm linh chi có tác dụng ổn định huyết áp, tăng cường tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi, hỗ trợ thần kinh, chống đau đầu và tứ chi, điều hòa kinh nguyệt, chống dị ứng, kìm hãm sự tăng trưởng của tế bào ung thư, thúc đẩy hệ thống tiêu hóa, chống bệnh béo phì, phòng chữa bệnh tiểu đường, bệnh về gan mật và viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Theo đông y, nấm linh chi có vị đắng, tính hàn, lợi về kinh tâm, phế, can, thận, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, dùng từ 6 đến 12 gram mỗi ngày. Có thể dùng linh chi dưới dạng bột nghiền mịn pha với nước uống hoặc cho linh chi thái lát mỏng vào phích nước nóng để 1 giờ, sau đó uống dần trong ngày. Lưu ý, nấm linh chi là thuốc bổ, nhưng khi dùng nếu thấy khó tiêu, chóng mặt hay ngứa ngoài da nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc. Khi sử dụng linh chi tán bột, cần uống nhiều nước, không sử dụng trong thời gian dài liên tục.